Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Tam Quốc. Một con game Tam Quốc, có thể là video này chắc cũng video game cuối ngày luôn á. Ok, ạc này của anh Top mà. Sẵn tiện vào mượn chạy tí luôn. Thì con Tam Quốc này là một con, nó giống như cái kiểu mà Ba Quy quần anh chuyện gì ngày xưa đó anh em. Nhưng mà đây là bản cải tiến á, kiểu vậy. Ok. Đánh thằng này là nó mới lên nhiều level hơn, nhiều bậc hơn. Thì cũng sẵn tiện vô lướt map dùng anh Top luôn. Như này là Top 1 lực chiến hay gì á. Game cũng mới ra các bạn ơi. Sẵn tiện thì vào trải nghiệm rồi review cho anh em nào có ý định chơi thì vào quẩy ha. Rồi. Đây, Tam Quốc mới, đồ họa mới. Tên gì quên rồi ta? Gì Bá Hần gì đó quên rồi. Rồi chúng ta đến với thông tin server đi cho nó dễ hiểu ha. Để trong thời gian đó thì Heo sẽ lướt lên hãy cho cao cao hơn tí. Đây. Đây. Game đấu chiến thần. Game khai mở server 6 Tiểu Kiều. Này, ôi kìa, bấm phát lại chi ta. Đây bỏ qua được. Trong thời gian mà nó đang lên ải lên lên thăng hạng thì chúng ta hãy ấy. Ok, đi luôn. Hay open server mới Tiểu Kiều 18 giờ ngày 28 tháng 8 ha, tặng 1.000 vạn kim nguyên bảo, tương đương với 10 triệu kim nguyên bảo nha các bạn. Tướng thiên tướng ma. Có gồm có Tân Hữu X6, Hủ 2 X6, Hủ 3 X6 ha. Này, group Zalo nè ha. Rồi web game mà ha. Tam Quốc XYZ game APK nha anh em. Này, khuyến mãi nhân 5 nè ha. Đó, cho lần nạp đầu tiên. Người chơi sẽ được khuyến mãi nhân 5 giá trị ha. Đây, đua top lực chiến top 1 được 100 triệu con web. Rồi được 100 triệu kim nguyên bảo. Đó. Hoài. Rồi lực chiến 3 ngày. Ủa, cái này 7 ngày, còn 3 ngày nữa hả? Top 1 50.000 gì 50 triệu con web shop. 50 triệu kim nguyên bảo. Nhiều. Gì donate, tỷ lệ donate rồi top 1 nữa, đua top donate 10 triệu con web shop. Rồi cái này nhiệm vụ 2 chạy phó bản gì nè. Hoài, rất nhiều event đồ các bạn ơi. Con web đồ một đống luôn ha. Ok, rất nhiều luôn. Tân Hữu đồ này nọ, nhận kim nguyên bảo đồ một ê. Đây, đó, tướng người ta nè. Đây, cố gắng lên được cho anh Top cũng 8-900 rồi. Đồ ngoại nặng quá mà, trời ơi, giật lắc luôn. Ok, ủa, sao vậy bồ? Để Heo hót ra ngoài coi. Sao nó lắc thế? Đây mới hót ra vô lại nè các bạn. Vậy là chắc hồi nãy chạy event đồ này nọ, chạy sự kiện đồ quá. Đây tướng nè, Thiên Lưu Bị. Ok. Rồi ở đây chúng ta có Thiên Khổng Minh. Rồi Ma Thái Sử Tử. Rồi Ma Lục Tốn. Rồi Ma Đại Kiều. Rồi Thiên Hoa Đà. Ma Lữ Mông. Hoàng Trung nữa nè, rồi Tào Tháo nè, rồi Hải Văn Cơ nè, không biết gì nè, Thiên Quang Vũ nè, Vu Cấm nè, Trương Cáp nè,
À, Quan Vũ Thường nè anh em. Rồi, Văn Xú rồi này nọ. Rất nhiều tướng ở sau nữa. Oai. Này là đá hay gì á, hình như là đá 15 hay gì đó. Oai, mình nè. Oai. Vô chút rồi mấy con hero nó làm cho lắc nữa rồi anh em ơi. Oai. Ok. Ồ thiệt chứ đó. Rồi, mấy con hero nhiều quá nó làm cho lắc luôn rồi. À, bự quá mà. Cái lực chiến nó một đề luôn đây nè, nó 2 4 6 8. Oai. 8 là 500 mấy triệu. Oai một con Oai 500 mấy trạm võ đài rồi có cái gì mà leo háp á. Oai leo háp đó mới thấy lực chiến nó nặng á. Oai. Đây, đấu trường. Đây, xong rồi chắc chúng ta vô ạc mới đi. Mới để nhập code đồ này nọ. Này chơi trên LDB có bộ hơi khó khăn gì. Ok, uầy, này to quá. Rồi để heo vô ạc mới đi nhập code đồ cho nó dễ các bạn ơi. Rồi chạy nãy giờ ác mới thì anh em phải chạy nhiệm vụ tân hữu ha. Uầy, nó cũng khá là lâu rồi các bạn. Nhưng mà chạy xong thì chúng ta sẽ đi nhập code. Heo tìm ở ngoài web rồi không có chỗ nhập code nên heo nghĩ là Ủa này là đúng rồi nè. Ủa vậy thì chúng ta nhập code ở đâu ta? Ở ngoài web đâu có chỗ nào đâu nhập code anh em. Chọn server nạp tu Zalo. Rồi heo biết tại sao nhập không được rồi các bạn. Heo đang ở X5. Đó. Rồi kim cương, kim nguyên bảo, đồng rương hồn tướng XR, nữ nhi hồng, xá lợi, rương long ngâm trang bị. Ôi giời ơi, toàn bộ đồ cao. Rồi. Vậy là chúng ta phải nhập code theo server. À ok luôn. Uầy, vậy là 30 triệu rồi hả? Có 20 triệu rồi. Cái này là 50 triệu. Ui khoan từ từ. Kim cương 16. 16 triệu. Rồi tổng chúng ta có 16 triệu kim cương. Rồi nữ nhi hồng hồi nãy được bao nhiêu bình? 300 bình tương đương với 300 lần chiêu mộ hero. Đây 300 vé gacha nhân 10. Trời ơi tiếp luôn. Đó rất đã rất đã. Ôi Triệu Vân hồi nãy có cái mảnh mảnh đỏ đâu ta? Đó Ma Trương Liêu. Ok. Rồi Lỡ Mông, Lữ Mông, Lã Mông. Đó vậy là quay ở đây nó có tỷ lệ ra được mảnh năm gì? Mảnh XR. Rồi này là quà nạp đầu là được Thiên Vũ, Thiên Quang Vũ 2XR. Đây có event đổi đồ, đổi nguyên liệu. Rất nhiều luôn. Đổi hồn tướng nè. Hồn tướng rồi đổi lệnh. Rồi đổi nguyên liệu 15. Rương vàng xu kỷ niệm. Quân chương đổi đồ tím. Đánh đuổi niên hú. Ok niên hú có gì ạ? Rớt kim cương hả? Kim nguyên bảo anh em ơi. Đấy. Ngoài. Yên đi con. Khoảng còn 3 lần nữa, 2 lần nữa thôi. Rồi nói đi rồi chúng ta lượm kim nguyên bảo. Ủa lượm chưa? Ok thôi bỏ đi. Kim nguyên bảo ít quá mà. Quà online. Online nhận cây vàng đồ này nọ. Đấy là quà tân hữu đó anh em. Trong túi hình như còn nữa nè. Đây hồn Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ. Đây. Ui có luôn cả Lữ Bố hả? 200 mảnh là được một con. Vậy thì
ba là phải nhân 7 rồi. 3 nhân 7 21, 201. Ok. Rồi Hồn Thiên Quang Vũ. Đây, có Gia Cát Lượng. Ủa không, cái này hộp Tuân Ức rồi các bạn ơi. Ngoài Tuân Ức. Ủa, trên này Tào Háo, Quang Vũ, Hiên Triệu Vân. Ủa, con này là Tuân Ức hả ta? Không xem được các bạn ơi. Ôi, lấy Quang Vũ đi cho nó đỡ bỡ ngỡ ha. Tính đi kiếm một con kia mà không được thì thôi vậy. Đây. Đó. Rồi Triệu Vân luôn đi. Triệu Vân. Cứ 7 hồn là đều lụm được một con. Rồi ở đây chúng ta có Lưu Bị. Rồi còn dư ra 2 rương. Còn ở đây là 15 là chúng ta sẽ được 3 bộ Long Ngâm. Đúng không? Một set thì sẽ có 5 bộ mà ở đây 15 rương. 15 chia 5 thì được 3. Đó, 3 bộ. Ok, tới cái quần rồi phải không? Này, cái nhẫn. Đó, cái nhẫn rồi chúng ta sẽ tới đôi giày. Ok, đôi giày. Rồi đúng rồi, quên chứ. Tỏ kỳ đây, hồn nè. Đó, hồn Lưu Bị. Thiên Lưu Bị. Đây, ở đây chúng ta có hồn Triệu Vân. Quy tướng SR nhiều ghê không? Quang Vũ nữa nè. Đó, Quang Vũ. Xong rồi tới Lữ Bố. Rồi, ok nha, anh em nào có chơi thì tải về nha các bạn ơi. Quay rất nhiều tướng luôn. Ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.